bò Wagyu của Nhật Bản nha. Đó, nó sabu nha các bạn. Sabu là gì nè, đó, sabu. Đó, màu nó đổi liền. Có đây cái cốt chutoro. Làm thêm nữa nha bạn. Đó, làm cỡ gì rồi đó, bò Nhật nha các bạn. Đó. Sau đấy, ok. Konnichiwa, xin chào các bạn. Hôm nay mình cùng đi tới nhà hàng. Nhà hàng này là sushi gì đây? Costa Robata nha các bạn. Ngay mặt tiền đường Trần Phú luôn. Cái này ở ngoài cũng ăn sushi nhưng mình thấy thực khách chọn phía trong. Có lẽ là trời mùa hè các bạn. Giờ mình đi một vòng coi sao nha. Ở phía ngoài là có một cái quầy nước nha các bạn. Phía ngoài có quầy nước. Có bán đầy đủ loại rượu Nhật nữa nè. Còn đồ ăn là phía bên trong nha. Ở đây là cho khách là uống cà phê, uống rượu gì thôi. Đó, cũng khá rộng đấy. Đủ loại rượu nha các bạn. Robata menu nha các bạn. Đó. Thấy cái view là quá chuẩn rồi á. Ngay đường Trần Phú mặt tiền luôn, Intercon luôn. Chỗ này sang xịn nha. Thì các bạn không biết có thấy có chói không? Đó, mình quay từ từ nha. Đủ loại sashimi các bạn. Giá nè. Thì mình mới review bên mấy nhà hàng Nhật bên kia xong. Nhưng mà cái bụng cá ngừ này nó 200.000 mà. Cái này chắc béo ngon nè. Cái này béo hơn. Bụng cá ngừ khi nào cũng béo. Mà cá hồi thì nó mình thích cá hồi hơn, mà cá hồi rẻ thôi chút nữa. Giờ cá hồi ngập bạch các bạn, cá hồi rẻ quá. Cái này đồ tươi ha chị? Dạ đồ tươi hết à. Đồ tươi hả? Cái này chắc mình hàng nhập khẩu ha? Dạ đúng. Có cái nào sử dụng ủng hộ hàng địa phương không? Dạ là cá ngừ. Cá ngừ các bạn. Cá ngừ thì mình biết Evertruth, công ty của ông sếp người Nhật đấy. Ông ở đây, ông bắt cá ngừ xuất đi Nhật mười mấy năm rồi. Rất là nhiều món sushi nha các bạn. Đó, mình quay chậm là các bạn thấy giá nha. Hoặc là để mình up cái hình menu toàn bộ lên rồi các bạn có thể tham khảo. Thì trên Google Maps đồ này nọ nó có cái menu chi tiết hơn. Dạ có, nếu mà em gửi trên trang cũng được. Ok các bạn. Món mì nè, mì soba, udon. Có ramen không? Dạ không ạ. Không có ramen nha các bạn. Udon, soba. Thì ngoài ra nếu mà khách không muốn lựa chọn các món a la carte trong menu thì tụi em có 3 cái set omakase này. 3 set omakase. Set này là mình gọi ra sao? Dạ thì mình cứ yêu cầu với bếp là mình muốn 5 loại, 7 loại hay 9 loại, rồi mình có bị dị ứng gì không hay là không thích ăn gì không thì 7 loại là loại cá, tôm, mực hay là loại gì? Tất cả các món luôn ạ. 7 loại tất cả các món. Dạ vâng, đó là ví dụ như là mình chọn 9 loại, mình chọn 9 loại đi. Dạ. 9 loại thì mình có uni, rồi cá hồi, cá ngừ, rồi tôm tép gì đó, mình nói tên ra hay sao? Dạ không ạ, 9 loại này có nghĩa là có món khai vị. Khai vị. Có món small dish, có món main course, món trứng. Dạ đúng rồi. Là mình nếu mà mình không muốn được chứ không phải là chỉ chọn nguyên liệu. Vì mình đang đứng ở khu vực kỹ thuật nha các bạn. Đó, thì thấy được hai anh đầu bếp đẹp trai. Thì anh đầu bếp này là ảnh ở bên Nhật. Bây giờ mình thử hỏi vài câu tiếng Nhật theo nha các bạn. Konnichiwa. Konnichiwa. Onabai wa. Bi tomoshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Anh Bi nha các bạn. Anh Bi hả? Bi. Oikuchu desu ka? 39 narimasu kedo. Sugoi na. Onaji doshi yo. Onaji? Hai. 1985. Hai. De, omise nanenkan kurimashita ka? Konomi restaurant. この店はね、もうちょっとしたら3年になりますね。3年すごいね。2年はコロナ。2年そうですね。大変ね。みんなお願いします。các bạn thì mình nói. De, kono restaurant ですね。何のお料理がおすすめですか？おすすめはね、やっぱ刺身が新鮮やけど、一番やってるのはおまかせ。おまかせ。そうですね。おまかせは店はないからね。おまかせは。そうか。おまかせはどういうこと？おまかせはアットゥーシェフということで。はい。で、当日の材料によってシェフがコースメニューを作ります。ああ、そうか。で料理は選べますか？選べる、いやシェフがすべて作るから、でお客さんは好き嫌いと言ってくれば作ります。そういうのはお店にお任せという意味。シェフにお任せします。はい、わかりました。ありがとうございます。các bạn thì mình thấy thì rất là cái nhiều món lạ ở đây, có đây vào mucho này cả ni mì tai này cani đấy nè, soft shell kawa mo tabera deru kawa made tabera demasu subete rồi kai oishii to omoimasu zettai oishii desu yo to de taiken shimasu arigatou gozaimasu. Thấy rất là nhiều rượu nha, những cái kệ rượu này rất cao, quá trời rượu luôn các bạn. Hầu hết là rượu Nhật nha các bạn. Amai, sato. Kore wa Vietnam go. Japan, Japan, Japan. Rượu Nhật nha các bạn. Vietnam ni nan nen kan shindemasu ka? Vietnam wa COVID からコロナから2年。2年。はい。今2年ね。2年。もう COVID から2年もしまんだね。cho nên thì mùa này nè corona nó tốt kìa. À, so cả. Nếu mà corona mình là sang ngoài về để tôi gì cũng được. Em sai kia thì chỉ nên càng vào đây rồi nè. À, so cả. Doste Vietnam erande shigoto mà dập tay miêu cả na, à dập tay miêu nè, Vietnamese và bún cà momoshiro cả na, momoshiro cả na, mo Vietnamese coi bito mochi cút ta, yeah, dần dần mà được, chỉ cần này thôi, các bạn, chưa có bồ nha bạn, mà đã được nè, ở đây cả là số ca shimasu, à, đại dương đấy, no thank you, ở đây là nan no setto đấy cả, à, soft shell no avocado to samomaki salmon maki các bạn. Thấy cái roll này rất đã nha. Có tôm nè, có cá hồi nè. Rất đã. Oishiso. Oishiso. Odashimasu. Đấy. Dạ, đây là một loại bánh tráng miệng rất là đặc trưng của Nhật, là bánh mochi ạ. À, dạ. Đây là một cái loại bánh đặc biệt tráng miệng của Nhật là bánh mochi nha các bạn. Bánh mochi, mochi thì chữ này thì mình biết, có nghĩa là nếp bánh nếp ấy. À, nhưng mà bánh truyền thống này omakase á, ngon lắm á, nhưng mà biết sao chút nữa mình order. Thấy bề ngoài thì rất đẹp nha các bạn, trang trí rất là tinh tế. Bên đây là gì nhỉ? Dạ, đó là một loại thạch rau câu. À, dạ, thạch rau câu. Vị trà xanh luôn. Cái bánh này mình tự làm hay mình mua ở đâu? Dạ, bánh này là của công ty td, em không có đặc quyền luôn. Ồ, dạ. Công ty td nha các bạn, mình cũng có biết tới td, lúc nãy mình có hỏi rồi, td cũng là một cái tập đoàn nổi tiếng nha các bạn. À, em tên là Nga. Dạ vâng, hiện tại là giám sát của nhà hàng các bạn. Thì theo mình biết thì đây là giám sát và cái người quản lý chính là cái anh đầu bếp lúc nãy mình vừa trò chuyện các bạn. Thật là ngạc nhiên, vừa là quản lý vừa là đầu bếp chính, rất là bận rộn nha các bạn. Em giới thiệu sơ sơ về nhà hàng của mình, có gì mới gì hay không? Dạ hàng em thì bắt đầu mở từ tháng 8 năm 2019 tới bây giờ ạ. Tháng 8 năm 2019. Dạ vâng, nhà hàng thì mở cũng được tầm 3 năm, 4-3 năm rồi ạ. 3 năm. Dạ vâng. Vì trong cũng khoảng đó là lúc trước dịch là rất là đông, khách rất là đông. Vì trong bên ngoài rất là đông khách tại Hàn Quốc. Dạ thì nhà hàng em thì nổi bật chính là rượu sake. Rượu sake. Rượu sake là nổi bật chính ở đây. Ngoài ra thì còn có bò Wagyu Úc. Bò. Bò Wagyu Úc. Úc hả? Dạ Úc, và nổi bật chính hơn là bò Wagyu Nhật Bản ạ. À, ô có Wagyu Nhật Bản. À mấy gì? Dạ cái này là tùy theo khách mình chắc muốn dùng. Cái này có cần đặt trước không? Dạ không anh ạ, bởi vì hàng sẽ có sẵn ạ. Wow, cô Wagyu nha các bạn. Dạ. À, mình với anh cô Đạt đó chuẩn bị là gọi các món nhậu. Thì cái ghế này các bạn, cái ghế này bên Nhật gọi là ghế gì đã? Bó tay. À, ghế bó tay. Torino. Ika. Ika. À, cái này là mực chiên giòn các bạn. Ika. Ika. Nankotsu là xương mực. Shrimp salad. Shrimp salad. Sashimi. Cái này là món sashimi gì đây các bạn? Gọi nãy giờ cũng 20 món rồi á, lên ngập mặt luôn á. Ok, bây giờ mình thử món này trước nha. Sashimi wa sarada tabemasu. Ruby-chan, sashimi tabenai wa ikutsu to goyou. Là cái xương mực hay gì? Sùng gà. Là cái sụn gà. À, sụn gà sao nó có đâu. À, sụn gà nha các bạn. Lúc nãy mà khách nói là cái mực Ika Zanai, Korewa Chicken. Chicken ball. À, salmon. Salmon nè. Bạn bây giờ mình chơi salmon nha các bạn. Salmon nha. Salmon oishii, natto-san, oishii yo. Sapporo bia nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Đủ loại các bạn. Cola với bia với tùm lum rượu bơ. Đi rồi rồi. Naju. Cái này là hộp vị của đấy. Sanso và là cái gì? À, lấy cái này rắc lên cơm lương rồi ăn nha các bạn. Còn cái này là miso. Đó, cái set cơm lương này là gì vậy? Cơm lương. Đó. Rồi cái này nhưng mà bây giờ mình không ăn các bạn. Bây giờ mình ăn thì nó bị no á. Nên bây giờ cái này bà xã mình ăn nha các bạn. Mặc dù mình thích cơm lương nhưng mà mình ăn thử miếng thôi nha. Ăn thử miếng cơm lương. Ăn thử miếng lương nha các bạn. Trộn béo cực kỳ đã bạn. Nhưng mà cái này phải ăn với cơm, ăn không thì nó hơi mặn. Korewa niwatori. À, toriniku. Cái này thịt gà các bạn. Còn đây cabbage. Korewa udon. Udon. Đó. Cái này mì udon này nó rất là nhiều thứ trong đây các bạn. Mình đó. Xong rồi mình bỏ chan nước vô. Nó có một cái này rất là đặc biệt các bạn. Cái này là một cái con tôm tempura đã giờ đã. Rồi ok. Rồi, vô nha các bạn. Xin mời các bạn. Cái này vô. Tao biết tao quay vô. Cô này bắt đầu nó cô được. Cô chứ là oishii yo taben. Không tốt. Ok, chutoro dake ne. Chutoro dake ne. Cái này gọi là curry udon. Curry udon. Coi thử các bạn, cái này cà rê udon nha. Lấy cục này bỏ vô đây cái nó phình lên thành cái khăn để mình lau. Bây giờ mình thử cái món khách nó kêu là ăn cái này đi ngon lắm, mình không biết sao. Bây giờ mình ăn thử các bạn, cà rê udon. Sugoi. Kono cà rê no aji detonamu arimasen. Arimasen. Cái vị cà ri rất lạ bạn. Việt Nam không có vị cà ri này. Cà ri Nhật rất là ngon nha các bạn. Tuyệt vời đấy. Giống đúng không? Tempura. Bạn. Con tôm tempura nha các bạn. Mình thích nhất là cái gì biết không bạn? Con tôm trong cái mì udon á, nó ăn nó vẫn còn giòn ngón. Cái mì udon này các bạn ăn với cái tempura này nè. Đó. Soju wa kete taberu. Soju. À, tenchu. Tenchu. Tempura ni tsukeru tsuyu da kara tenchu. Cái chấm cái tempura này các bạn vô cái chén đó với cái mì đó nữa. Ăn rất ngon các bạn. Akagai. Akagai. Akagaiじゃないだろこれ。これだよ。白身でしょ。Thử nha các bạn. Giòn sực. Cái giòn nó cay. Giòn sực. Hàng tươi đấy bạn. Osakana. Saba. À cái này cá saba nha các bạn. Cá saba giống cá saba Việt Nam không? Không biết này lấy ở đâu. Mình ăn thử các bạn. Cá này giống cá saba Việt Nam, cái vị nó giống nhưng mà nó khác nha các bạn. Mình biết khác chỗ nào. Giống cá thu Nhật á, cá thu dài của Nhật á. Em ơi. Đúng Đạt biết ăn cá đó chưa? Hay ăn không? Món này tạm được không bạn? Chắc là do khẩu vị của mình á. Đó, giờ mình ăn thử cơm lương nha. Mình thấy có vẻ là ngon ấy. Lúc này mình ăn thử miếng lương rồi béo béo rồi. Giờ mình thử ăn cơm với rong biển với lương. Giống như là cá mà cá kho kiểu Việt Nam luôn á. Thiệt á. Mình có gì ăn gì trong vị mình, tại có thể mình chưa sành món Nhật nên là có gì mình nói đó các bạn. Cơm lương lemon sour ạ. Cái này món này và Đạt có thể cho anh biết đây, món này là món gì không? Không biết luôn ở đây không. Lemon sour. Bên kia là họ sẽ pha rượu với nước với lại trái cây. Rượu, nước và nước trái cây. Dạ. Thì em cũng nghĩ trong đây, anh nghĩ trong đây là có rượu với lại nước pha đây, ví dụ như là trái cây dù mình lần này nó là chanh đúng không? Đó, thì nó sẽ pha nước chanh vào trong này, nước chanh chanh thêm. Còn ví dụ như là thử uống cái nha. Osake, omizu, soredake, yuzu này. Nó vị không ngon đâu. Vị không ngon. Nè, cái này cũng không ngon. Lemon vị không ngon. Natto. Natto. Natto wa kusai. Kusai. Neba neba. Cái này nó hôi nha các bạn. Nó hôi, nó dính. Bây giờ mình ăn thử tái kensuru cả. Wow. Hả? Giờ mình thử nha các bạn. Soju. Soju ten. Ấy, soju. Kusai. Kusai này. Nó hôi các bạn. Tiếp theo chiên tẩm bột. Sushi ăn chưa hết. Rồi kêu mì udon với cái soju đây nữa. Rồi quá trời. Cái này còn sabu nữa nha các bạn. Má ơi, sabu em nhấc cái nắp lên giùm anh cái. Chuyện hiện tại là chưa có gì hết, em sẽ mang rau qua. À, chưa có gì hết bạn, mình chưa xem lúc chưa có gì coi sao nha. Đó, đây là chưa có gì nha các bạn. Đó, giống là rượu nấu á. Khi nào nóng lên cái mình thả rồi mình nhúng ăn đúng không? Dạ vâng. Theo chiên tẩm bột cái này ở Nha Trang thì mình ăn rồi. Thì nó cũng khác gì có thể. À, cái này có đây natto sốt sữa. À, cái này chấm với nước sốt thịt heo nha các bạn. Ok, iko keko. Iko dake. Ôi xí? Soppai nè. Soppai. Soppai. Cái tsukesugi nan da to omou yo. Zenbu sou. Wasabi mo sousu mo tsukesugi. Nano, chotto dake, mata wa kochi no hou wa shoyu dake. Kete hou ga ii. Kono sotsu wa soppai. Soppai. Nori hinjinsuki to omou bạn. Tabete. Hotate nha. Cái này là một gọi là con sò nha các bạn, sò. Shoyu. Shote. Wasabi. Wasabi chutoro dake. Rồi, xin mời các bạn nha. Yawaraka. Và hotate yoku nihon de tabeta. Yō nen mai hotate daisuki kara ippai tabeta. Mình chín bỏ trước nha các bạn. Cái này nấm, mình thấy nấm đông cô nè. Rồi pero nè, rau đủ thứ, rau tía tô ấy tàng ô nè. Rồi nấm nè. Bên cạnh có cái mì gì em miếng hả? Miếng hay mì vậy? Dạ, miếng ạ. À, miếng nha các bạn. Còn bò này là bò Kobe hay là bò gì em? Wagyu. Wagyu Nhật nha các bạn. Là bò Nhật ấy, bò Wagyu khác bò Kobe sao đã? Bò Kobe nuôi thì Kobe. À, bò Kobe nuôi Kobe, còn Wagyu là bò của Nhật. À, bò Wagyu là bò Nhật nha các bạn. Wagyu. Wagyu Toyota. Wagyu wa konani abura niku konani. À, cái này các bạn, vân mỡ với vân thịt gì á, khách nói là ở Nhật là mắc lắm. Giờ sabu sushi tabe ra đây thử. Ồ, sabu nhúng ăn bạn. Onaka đấy chứ bữa. Rồi nhà đó sabu. Đó, màu nó đổi liền. Cô đây cái cốt. Một chút làm thêm nữa nha bạn. Đó, làm cỡ gì rồi đó, bò Nhật nha các bạn. Đó. Đấy, ok. Nghe nó tare này. Nó tare này, tare. Tare soju. Soju. Tamago. Tare wa furan wa soju. Soju. À, cái bỏ nước nữa nha các bạn. Bỏ nước. Ok. Thì trước tiên mình húp nước thử xem nha. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Đừng. Các bạn thì bây giờ mình ăn bò này gọi là bò Wagyu ha. Wagyu. Không tôi nhé. Chấm xì dầu nha các bạn. Soju gọi là Nihon wa soju tamago. Ponzu. Ponzu là nó sốt sữa. Nó cũng là soju nhưng mà nó làm từ cái trái ponzu. Cái ponzu là trái gì không biết. Thôi mình chấm xì dầu nha các bạn. Chua chua. Dầu quá coi. Mềm ngon bạn. Dầu quá đó coi. Sao mà nó khá là sướng. Dầu quá cái gì mà này. なんか có cái mỡ với cái thịt nó đang á, ăn vô cái nó tan ra nghe các bạn. Đó, về cái súp nè, súp mình ăn thấy rất là vị rất là đã. Super oishi. Super no aji. Cái này ngon á. Món này ngon. Tô maguro. Chutoro. Chutoro nha các bạn. Chutoro wa abura ippai. Eto oi. Ok, chút tôi đã kê nè. Rồi xin mời các bạn. Chút tôi đã kê ô. Rất là béo. Tươi nữa nha bạn. Đặc biệt á, mấy món khác mình không nói nhưng mà đặc biệt cá ngừ ở đây rất tươi. Các bạn hiểu là sao không? Cá ngừ Nha Trang đó. À, tự hào đi. Curry udon tabemasu ne, doste. Doste nikai oda shita. Oishii kana. Các bạn thì cái món curry udon này ngon các bạn, anh ăn nikai oda shita. 2 lần nha các bạn. Tokuni kono ryori oishii. Oishii nha các bạn. Curry udon tabemasu ne, dozo.